Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phú Vang. Tại những nơi đến thăm, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình chính sách, chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm vui vẻ và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Phú Vang tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách, thường xuyên động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ổn định, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Dịp này, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cùng đoàn đã đến thăm và chúc Tết đồn biên phòng Vinh Xuân và trung tâm y tế huyện Phú Vang.